Rồi, à, dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xe tải của em Tuyến nhé. Thì trên màn hình quý vị là cái mẫu xe tải đến từ cái thương hiệu của xe Jack, Jack Moto. Thì hiện tại thì trên màn hình quý vị đó là cái mẫu xe tải Jack N650 S Plus phiên bản đời 2022 nha quý vị. Thì cái mẫu xe tải Jack này chúng ta sẽ có cái tải trọng của nó là 6,6 tấn và kích thước thùng nha, dài của nó là 6,2 m, đấy, chiều ngang của nó là 2,130 m và chiều cao là 2,150 m. Như vậy thì trong cái phân khúc xe tải 7 tấn cho quý khách hàng lựa chọn và cần phần thùng dài 6,2 m thì hiện tại cái mẫu xe tải Jack N650 S Plus phiên bản 2022 này sẽ là một trong những cái lựa chọn cũng rất là tốt nha. Bởi vì cái xe này thì nó có cái chất lượng về động cơ, cầu gầm, khung gầm cũng như thiết kế cũng rất là ok. Dạ. Rồi, thì bây giờ em mời mọi người cùng đi với em Tuyến chi tiết về cái dòng xe tải N650 S Plus phiên bản máy Cummins thùng dài 6,2 m 2022 này nhá. Với cái xe thùng bẹt và xe chassis để chúng ta có thể đi xem chi tiết hơn về cái khung gầm, động cơ cũng như là các cái chi tiết trên xe nha. Đó. Rồi, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về tổng quan. Thứ hai thì em sẽ đi chi tiết về các cái chi tiết xe từ khung gầm, động cơ, thùng. Rồi thứ ba thì em sẽ báo giá cũng như là cái mức vay của cái xe tải Jack N650 S Plus nha. Đó. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là với phiên bản xe tải Jack N650 S Plus thì chúng ta sẽ có một cái tải trọng là 6,6 tấn và thiết kế đầu cabin vuông. Thùng thì thiết kế thùng dài 6,2 m gọt lòng, chiều ngang là 2,130 m, chiều cao là 2,150 m. Như chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có cái phiên bản thùng bẹt 3 khoang. Đó. 3 khoang, chúng ta sẽ có là tổng là 6 bậc mở xuống và phần vỉ phía trên là phần vỉ chết nha. Hiện tại thì với cái phiên bản xe Jack N650 S Plus thì ở bên công ty ô tô Phú Mẫn em sẽ đi kèm với nó là cái bẹt 5 mặt như trên màn quý vị có thể nhìn thấy nha. Đây. Đó, phần bẹt 5 mặt. Đó. Rồi. Về cái thiết kế đầu cabin thì mình thấy là nó sẽ không thay đổi so với phiên bản đời 2021. Chỉ có một cái thay đổi nhỏ nhỏ, có nghĩa là cái cụm gương. Chúng ta có thể thấy là với cái hộp hệ thống gương hậu trên cái xe tải Jack N650 S Plus 2022, chúng ta sẽ được trang bị là hệ thống gương hộp 2 tầng. Và cái gương này thì khi mà mình nhìn thấy vậy, thì cái xe nó sẽ cứng chắc hơn nha. So với phiên bản đời cũ là cái gương nó là cái gương đơn. Đó, không phải gương đơn, nữa gương 2 tầng như vậy luôn, nhưng mà nó thiết kế nhìn nó lòi xương ra, nhìn nó rất là xấu nha. Đấy, còn trên đời mới thì chúng ta sẽ có cụm gương cực kỳ đẹp, gương hộp, gương cầu lồi cũng rất là đẹp nha. Đó. Và cái thiết kế này thì nó sẽ chắc hơn, giúp cái xe cái gương của mình khi mà di chuyển nó không có bị rung nhiều nha. Đó, cái hệ thống gương của nó là cái vị đó. Rồi, và ngoài ra thì đầu cabin thì không có gì thay đổi. Vẫn là thiết kế chữ Jack màu vàng đồng. Trên đầu xe thì có dán thêm cái logo N650. Thì thực chất là xe này nó có số hiệu đời 2022 là N650 S Plus nha. S thì thêm chữ S là N650 S Plus. Đó. Rồi, tiếp theo thì cái cụm đèn cũng như là các cái chi tiết cạnh mặt cạnh ga lăng thì hoàn toàn không thay đổi. Xe thì hiện tại bên công ty ô tô Phú Mẫn bãi Chiến Đồng Nai thì chúng ta sẽ có hai phiên bản thùng bẹt và thùng kín. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có phần là thùng kín composite bằng nâng. Đó. Còn xe thì chúng ta sẽ có các cái đơn, các cái màu như là màu xanh trên phần quý vị đây, màu trắng. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái màu bạc nha. Thì ba phiên bản màu sẽ lại cho quý khách hàng lựa chọn tùy theo sở thích thôi nha. Đó. Rồi, tiếp đến thì chúng ta đi chi tiết về phần thùng. Thì như em Tuyến đã nói thì cái thùng của xe tải Jack N650 S Plus này sẽ trang bị cái thùng là dài 6,2 m đọt lòng, đấy, chiều ngang là 2,130 m và chiều cao là 2,1 m. Thì chúng ta sẽ thấy phần thùng này là thùng 3 khoang, đúng không ạ? Thùng 3 khoang, chúng ta sẽ có 6 bừng mở. Và phần vị phía trên là phần vị chết nha. Đó. Đây là vị. Đây có thể thấy được cái phần vị phía trên là phần vị chết nha. Rồi, phần sau thì chúng ta sẽ có cái thùng là bừng mở xuống và phía trên chúng ta sẽ có thiết kế cửa mở và hai bên. Đó là cái phần ở phía sau xe. Đó. Thùng cũng như là cái phần cản ở dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái cản thiết kế theo xe cực kỳ to luôn. Nhìn rất là chắc chắn nha. Khi mà quý khách này đến công ty ô tô Phú Mẫn ở Đồng Nai coi cái xe tải N650 S Plus thì rất là nhiều quý khách hàng thích cái phần thùng cũng như là phần cản của nó. Bởi vì cái trụ cản của nó quý vị thiết kế rất là to và cái thùng thì đóng cực kỳ đẹp luôn.
Hiện tại thì cái chất liệu thùng cũng như là cái chất lượng đóng thùng tại công ty ô tô Phú Mẫn nó rất là tốt. Thùng này thì thùng do công ty ô tô Phú Mẫn em đóng này quý vị. Chúng ta sẽ có thùng là 3 lớp đó, và thùng là thùng tiêu chuẩn. Với lại tiêu chuẩn là có lươn, biên bẩn hay bằng sắt, rồi xương bằng sắt, hoặc mà bắt bẩn thì chúng ta sẽ được ốp bằng inox. Và ốp nóc như vậy chúng ta sẽ có là 3 lớp. Lớp ở giữa là mút xốp, và cái lớp trong này sẽ lớp là lớp tôn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi mà gõ vào cái thùng nó đóng nha rất là chắc chắn nha. Đây. Đây là phía trong lòng thùng nha quý vị. Đó, đây là phía trong lòng thùng. Thùng thì chúng ta sẽ có là sàn sắt, trụ sắt tiêu chuẩn. Vỉ là vỉ chết nha, không phải vỉ mở. Đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có thể thấy là với cái xe tải rắc N60S lớp thì chúng ta vẫn được trang bị cái động cơ là động cơ Cummins. Động cơ Cummins 4 máy 3.8 lít và chúng ta sẽ có công suất là 168 mã lực. Thì bây giờ em mời mọi người cùng đi với em qua cái xe chassis này, chúng ta có thể quan sát rõ hơn cái phần động cơ cũng như là cái phần chassis xe nha. Thì đối với cái xe tải rắc N60S lớp thì chúng ta vẫn trang bị là phần mở đầu cái pin mở bằng tay nha. Đây, bây giờ mở cho mọi người xem. Quý có thể thấy là cái thao tác mở cái đầu cabin của xe tải rắc N60S lớp cũng cực kỳ nhẹ nhàng và đơn giản nha. Em vừa thao tác mở rất là nhẹ, bởi vì khi mà mở lên chúng ta sẽ có một cái hệ thống trợ lực để đẩy cabin này lên, cho nên là khi mà mở lên chúng thấy nó rất là nhẹ. Rồi thì nằm phía dưới cái cabin của cái xe tải rắc N60S lớp chúng ta sẽ có một cái động cơ là động cơ Cummins. Đây quý vị, động cơ thương hiệu Cummins đấy, đến từ Mỹ. Thì với cái mẫu động cơ Cummins thì nó được trang bị trên hầu hết các cái dòng xe tải nặng hoặc là các cái dòng đầu kéo Mỹ nha. Động cơ Cummins thì mang một cái thương hiệu rất là tốt đấy, chạy rất là khỏe, công suất rất là lớn. Và cái xe này được trang bị cái động cơ Cummins được lắp đặt trên các cái mẫu xe tải N800, N900, 8 tấn và 9 tấn của Jack. Đó. Thì với cái xe tải Jack N60S lớn thì được trang bị một cái động cơ như vậy thì quý vị có thể thấy là nó rất là tốt nha, đi rất là khỏe. Thì cái động cơ này sẽ được trang bị là 4 máy, như quý vị nhìn thấy là 4 máy và có hệ thống turbo tăng áp đây, nằm bên kia. Đó. Và hệ thống phun dầu cao áp. Như vậy thì đối với cái xe này có cái dung tích xi lanh là 3.8 lít và sản sinh là 168 mã lực. Đó. Chúng ta có thể thấy là một khối động cơ cực kỳ chất và nhìn rất là đẹp mắt. Đấy, làm rất là chắc chắn. Đấy, quý vị có thể đến đây xem thực tế nhá. Nhìn rất là ok luôn. Xe này chạy rất khỏe. Và xe này khi mà em bán cho rất là nhiều khách hàng thì phản hồi đi rất là tốt nha quý vị. Đó. Và động cơ đi rất là khỏe. Hiện tại thì nhà máy rắc bảo hành cho cái xe này lên tới 5 năm. Như vậy quý vị thấy là chất lượng của xe này mang lại cực kỳ tốt nha. Đó. Đây là cái thông số của cái động cơ này quý vị. Này. Đây sẽ có cái động cơ model Cummins made in China. Đây, động cơ Cummins model này. Đó. Và chúng ta sẽ có xe này là 168 mã lực, tương đương với 170 mã lực. Đó, rất là khỏe nha quý vị. Đó. Đây ạ. 125 kW tương đương với lại 167 68 mã lực nha quý vị. Đó. Còn hộp số thì trang bị hộp số là hộp số 6 cấp, 6 số tiến. Và chúng ta sẽ có một số lùi. Đó, xe thì trang bị hộp số 1 tầng. Đây là cái thông số của cái hộp số nha. Đó. Nhìn chung thì quý vị có thể thấy là cái xe tải rắc thì được trang bị tất cả các chi tiết rất là đồng bộ, đều là được dập cũng như là rắc nha. Quý vị có thể thấy là từng cái chi tiết là nhỏ đều được có chữ tải chữ rắc phía trên. Đó. Về động cơ, cầu gầm hộp số xe rất là chắc chắn. Đây là cái chassis xe, chúng ta có thể xem chi tiết hơn. Đó, chassis xe tải rắc N60S thì lớp thì nó rất là to, không khác gì một xe tải 8 tấn, 9 tấn nha. Khung gầm của nó xe tải rắc luôn là một cái gì đấy rất là chắc chắn. Rồi quý vị có thể thấy đây này, hệ thống treo này, nhíp lá rất là to và dày. Đấy, thiết kế 2 tầng luôn nha, 2 tầng luôn. Đó. Đây, mở camera góc rộng lên cho mọi người cùng xem chi tiết hơn. Đó, còn đây là hệ thống phần cầu xe này. Cầu xe được thiết kế là cầu 4.8. Đây là cầu chung. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái hệ thống phanh hơi ở đây. Ngoài ra chúng ta có thể thấy luôn là cái dây cảm biến. Thì đây chính là cái dây cảm biến ABS. Thì chính cái xe tải rắc N60S lớp
là chiếc xe tải này được trang bị hệ thống ABS, là một trong những cái hệ thống chống bó cứng phanh được lắp đặt trên các cái dòng xe cao cấp nha, xe du lịch. Nó là một trong những cái tiêu chuẩn an toàn trên xe nha. Như vậy thì đây là chiếc xe tải đầu tiên nó được trang bị cái hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh cực kỳ tốt luôn nha. Đó, thì đây là một trong những cái trang bị an toàn rất đáng. Đó, như vậy thì đặc quý khi mà đầu tư cái xe này nó rất là được nhiều, rất là nhiều điều lợi nha. Đó, động cơ khung gầm cực kỳ là chắc chắn luôn, xe thì rất là đẹp. Đó, cabin thiết kế cực kỳ vuông vức luôn. Cabin vuông, chúng ta sẽ có 3 ghế ngồi và một giường nằm phía sau. Đây, không gian cabin cực kỳ rộng rãi luôn. Đó, đây tầm nhìn quan sát rất là tốt. Với hệ thống gương như em đã nói, tầm nhìn quan sát cực kỳ tốt luôn nha. Đó, cái gương này. Thiết kế trên xe thì rất là đẹp, trang bị hệ thống âm thanh máy lạnh đầy đủ nha quý vị. Đây, em mở cái chìa khóa lên cho mọi người xem cái đồng hồ táp lô này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, vô lăng thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Hộp số đây, hộp số 6 cấp, 6 số tiến, một số lùi. Đó, và đây là cái phanh tay lốc kê. Đấy, xe trang bị hệ thống phanh hơi lốc kê nha. Thì trên cái xe tải rắc nó xong biết lớt quý vị, nó trang bị hệ thống phanh hơi ABS. Đó, nhưng mà hiện tại ghế của nó thì vẫn chưa được trang bị là ghế hơi. Nếu mà được trang bị là ghế hơi thì cực kỳ là tốt luôn nha. Đó. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta thể thấy là xe tải rắc này xuất hiện được trang bị hệ thống cruise control, hệ thống ga tự động khi mà đi đường trường nha. Giúp cho cái xe mình nó đạt một cái tốc độ ổn định nhất đấy. Giúp cho cái xe mình nó có một cái hiệu suất tốt nhất, tiết kiệm nhiên liệu nhất nha. Đấy. Thì em vừa giới thiệu chi tiết về cái xe tải rắc N60SLS, tải trọng là 6 tấn 6, thùng dài 6m2, phiên bản đời 2022 tại công ty ô tô Phú Mẫn Đồng Nai nha quý vị. Khi mà quý khách hàng mua xe tại công ty ô tô Phú Mẫn Đồng Nai thì quý khách hàng sẽ có mức giá xe thùng bẹt là 653 triệu cho phiên bản thùng bẹt nha. Thì đây là cái mức giá phải nói là tốt nhất thị trường, cực kỳ là cạnh tranh luôn. Bởi vì công ty ô tô Phú Mẫn em là đơn vị cấp đại lý cấp 1 của cái hãng xe tải rắc này. Ngoài ra thì công ty em còn có thể là đóng thùng ra phiếu cho cái xe tải rắc này, thì mọi người có thể yên tốt hơn về cái mặt phần thùng, nó có chất lượng tốt hơn nha. Và bẹt thì trang bị bẹt 5 mặt nha. Đấy, xe này thì hiện tại ngân hàng đang cho vay vào 480 triệu, thì quý khách có thể chuẩn bị từ 180 cho đến 250 triệu là quý khách hàng có thể nhận cái xe tải rắc này rồi nha. Đó, phiên bản 2022 thiết kế xanh trắng cực kỳ đẹp. Đấy, giá cả mức vay tại công ty ô tô Phú Mẫn, mọi người hãy đến đây xem xe, thử xe trực tiếp nha. Đó, bảo hành 5 năm, bảo hành 5 năm. Đây là một trong những xe tải 7 tấn tốt nhất quý khách có thể lựa chọn, mức đầu tư khá là ổn định, chất lượng cực kỳ tốt. Đó. Rồi, đến đây thì em đến xin chào mọi người và chúc mọi người một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ nha.